Thì xin chào tất cả các bạn nha à, Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn ở cái giáo trình Close-up này các bạn nha Rồi Thì ở cái video mấy bữa các bạn Thầy và các bạn đã làm xong các bạn ở cái phần đọc hiểu của cái quyển sách Students' Book này các bạn nha Rồi, à, thầy chào tất cả các bạn nha Thì cái quyển sách này nè, mấy bữa thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần này các bạn nha Thầy có Giải thích kỹ cho các bạn nè Là cái nội dung của cái unit 1 này Gồm những cái gì Và thầy có dịch ra cho các bạn nha à, Sau đó thì chúng ta đi chi tiết từng phần 1 Và cái từ word focus nè Thầy có giải thích một cách kỹ càng luôn các bạn nha Và chúng ta đã làm một cái bài đọc hiểu Và thầy có dịch sang tiếng Việt cho các bạn Và hướng dẫn các bạn từng câu một nha Tìm những chi tiết Ở trong cái bài này Ở các bạn nha Rồi cực kỳ chi tiết luôn thì hôm nay uh, video này thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần từ vựng các bạn nè đó và chúng ta sẽ làm cái phần ngữ pháp nha có nghĩa rằng chúng ta sẽ học hai trang trang này và trang này ở uh, các bạn nha rồi thì khi mà uh, thầy hướng dẫn xong các bạn unit 1, thì thầy sẽ tổng hợp lại cho các bạn nha là cái từ vựng trong đấy bạn nha. thầy sẽ tổng hợp cho các bạn ở cái từ vựng của unit 1 đây là tất cả những từ vựng của unit 1 các bạn nha ở à, tới đó thầy sẽ hướng dẫn lại cho các bạn nè nghĩa từng chữ từng chữ một khi mà kết thúc unit 1 à, chúng ta sẽ tổng hợp lại thì cái file từ vựng của unit 1 này bạn sẽ lấy ở đâu các bạn nha rồi bạn sẽ lấy cái file này ở đâu nè đó ở đâu à, có phiên âm cho các bạn có nghĩa tiếng anh cho các bạn và thầy sẽ giải thích sau khi mà xong unit 1 cái file này các bạn thì ở trong quyển sách của bạn á, ở trong quyển sách của bạn, người ta hướng dẫn các bạn nha. Rồi, người ta hướng dẫn. Thì bạn vào đây các bạn nha. Này, bạn vào cái, bạn dùng Google, bạn tìm cái link này nè. Đó, thì đây chính là cái trang web của cái quyển sách này. Thì ở vào đây nè, bạn vào cái quyển B1 nè. Ở đây bạn vào có thầy là B1 Student Zone nè. Đó, sau đó thì bạn chọn cái thầy ở cái danh sách từ vựng nè hoặc là file nghe đồ quá trời trong đây các bạn nha. Đó, bạn tải về ở trong cách đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề chính các bạn nha. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái trang 8 và trang 9 nè của quyển sách của chúng ta, chính là cái phần từ vựng nè ở bài tập các bạn nha. Và chúng ta sẽ đi chi tiết từng câu một. Thì đây là phần từ vựng các bạn nha. Rồi, phần từ vựng nha. Rồi, chúng ta sẽ làm. Rồi, đây các bạn. Đó, đây Thì ở trong cái phần này các bạn Người ta sẽ yêu cầu các bạn làm cái gì Thì ở đây người ta nói các bạn rằng nè Hãy hoàn thành uh, Những cái nhóm từ các bạn nè Rồi, những cái nhóm từ Thì cái nào là tính từ các bạn Và cái nào là uh, danh từ nha Rồi, thầy cảm ơn bạn uh, Tuấn Hưng nha Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Hưng uh, Cái nào là tính từ Và cái nào là danh từ các bạn nha Đó, trong những chữ này các bạn nè chữ nào tính từ, chữ nào danh từ. Và các bạn sẽ bỏ vào cho thầy theo một cái nhóm ở dưới đây các bạn nha. Thì bạn để ý sẽ thấy là nếu như tính từ các bạn, thông thường nó tận cùng bằng chữ X nè. và tính từ thông thường là nó tận cùng bằng chữ OUS các bạn nè. Và chữ full các bạn nha. Đó, và chữ chữ y dài nè. Đó, chữ y dài. À, chữ ti nè đó chữ y dài nè đó bạn thấy không ở à, đó chính là cái nhận xét đầu tiên của chúng ta về ở cái nào tính từ cái nào danh từ các bạn nha. rồi cái nào tính từ cái nào danh từ mình nhận xét sơ qua thì mình sẽ dễ làm các bạn nha. thì đây là những cái từ vựng này thầy xin nhắc lại nha là chúng ta có nguyên một cái danh sách từ vựng của cái quyển này nó trên cái website của cái quyển sách này bạn có thể dễ dàng tải và thầy sẽ tổng hợp cho các bạn khi mà chúng ta xong cái unit 1 tất cả là những từ vựng này các bạn nha. Còn trong bài, thầy sẽ giải thích cho các bạn chi tiết từng từng cái từ vựng một các bạn nha. Thì ở trong câu số 1 các bạn nè, bạn sẽ bỏ ở cái chữ nào ở trên, ở xuống cái vị trí này. Một số bạn quan sát rằng, một số bạn quan sát thì chỗ này bạn có chữ ong nè. À, có nghĩa rằng là sự giận dữ còn bạn có cái từ là sadness, là sự đau buồn. Thì ở đây là cái nhóm từ vựng chúng ta gọi là cảm xúc tiêu cực các bạn nha. Là những cảm xúc tiêu cực. Thì bạn đoán được chữ này tận cùng bằng nis thì nó là danh từ. Vậy thì danh từ nào trên đây các bạn sẽ bỏ được vào cái vị trí này. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái chữ mang ý nghĩa là trầm cảm các bạn nha. Rồi, chữ mang ý nghĩa là À, trầm cảm nè, à, bị stress các bạn nha Đó, à, chính là chữ này các bạn nha Rồi, à, thầy xin chúc mừng bạn Nào chọn cái từ trầm cảm nè Đó, trầm cảm Đây chính là cái nhóm từ Mà chúng ta gọi là negative feeling các bạn nha Là cảm xúc tiêu cực à, Chúc mừng bạn Thảo Nhi Bạn Hân Thịnh Và thầy chúc mừng rất nhiều bạn đã Làm rất là xuất sắc nha Và thầy cảm ơn bạn Tuấn Hưng nè à, Câu số 2 các bạn Đó, câu số 2 thì ở trong câu số 2 này các bạn, một số bạn đoán được các bạn là cái từ mà chúng ta cần điền sẽ là từ loại gì? Ở đây bạn có từ attractive ở các bạn nè, là hấp dẫn nha, rồi là thu hút. Ở đây bạn có handsome là đẹp trai. Vậy thì cái từ mà bạn cần điền sẽ là tính từ các bạn. Và những cái nhóm từ này các bạn, người ta gọi là à, miêu tả ngoại hình một cách tích cực các bạn nha. Rồi, positive các bạn nha, là miêu tả một cái tích cực. Thì ở trên, bạn nào làm kỹ nè, cái chữ này bạn làm rồi, bạn gạch cho thầy phát. Và chỗ này, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy chữ này các bạn nha. Chính là chữ uh, pretty nè. Đó, chữ này là chữ đẹp các bạn. Thì sau này đó, bạn học cao lên, thì bạn thấy rằng cái từ pretty của chúng ta các bạn, nó vừa tính từ, nó vừa trạng từ. Nếu như nó là tính từ, bạn dịch cho thầy là đẹp. Còn nếu như nó là trạng từ thì bạn dịch cho thầy là khá. Thầy ví dụ như là pretty good, khá tốt. Ví dụ như vậy các bạn nha. Rồi. Ở chữ pretty này các bạn nó đặc biệt lắm. Sau này nó vừa tính từ, nó vừa trạng từ nè. Ở tính từ là đẹp, trạng từ là khá các bạn nha. Rồi, ở thầy chúc mừng rất nhiều bạn làm rất là xuất sắc các bạn nha. Ở câu số 3 các bạn. Rồi, câu số 3. Thì ở trong câu số 1 các bạn, đây chính là những cảm xúc tiêu cực còn ở à, đây chính là cái à, sự miêu tả về hình dáng, hình dạng về à, tích cực các bạn nha. Và ở đây nè, bạn có cái từ thoughtful nè, uh, considerate nè. Rồi, thoughtful considerate. Thì chỗ này các bạn, bạn hoàn toàn đoán được đây chính là tính từ các bạn nha. Rồi, tính từ. À, à, bạn có cái từ thoughtful đó là à, hay suy nghĩ cho người khác nè ở ờ, tận tâm nè. Còn ở chỗ này các bạn, ở các bạn có từ considerate các bạn là ân cần, chu đáo đó. ở ờ, sau này các bạn học lên trên á, học uh, cao hơn nữa các bạn, à, nhất là những kỳ thi chuyên học sinh giỏi thì người ta sẽ đánh đố các bạn về cái sự khác nhau giữa tính từ considerate các bạn và Considerable nè, durable nè. Hai chữ này khác nhau thế nào nè. Ó, sau này bạn thi chuyên học sinh giỏi nha. thư cái thì cái từ considerate các bạn, chữ này là ân cần chu đáo, chỉ về tính cách của con người các bạn nha, tính cách của con người. Và cái từ considerable các bạn, chữ này nó mang ý nghĩa là đáng kể các bạn nha. Và nó mang ý nghĩa là uh, nhấn mạnh về uh, mức độ về số lượng các bạn nha. Đó, hai chữ này khác nhau, thầy ghi luôn để cho các bạn dễ hình dung. Thì bạn thấy rằng cái từ thoughtful là à, chú chu đáo nè, hay suy nghĩ cho người khác nè. À, còn chữ này là ân cần nè, tận tụy, tận tâm vân vân Vậy thì chỗ này bạn chọn thầy một cái tính từ. Và thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái tính từ chính là chữ à, generous các bạn nha. Rồi đây, generous. Đó. Ở à, chỗ này chúng ta dùng rồi, các bạn gạch cho thầy một phát nè. Còn chỗ này các bạn có cái từ a uh, pretty nè, bạn cũng dùng rồi, bạn chọn thầy một phát nha. Đó, chọn thầy uh, một phát. Uh, thì ở uh, cái nhóm từ này các bạn, người ta gọi là uh, positive describing các bạn nha. Rồi, uh, behavior có nghĩa rằng miêu tả cái hành vi một cách uh, tích cực các bạn nha. Rồi, miêu tả hành vi một cách tích cực. Uh, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 4 các bạn nha. Thì ở trong câu số 4 uh, các bạn sẽ chọn chữ gì nha? Thì chỗ này các bạn có chữ thought là sự suy nghĩ các bạn. Uh, tư duy và vân vân và bạn có chữ feeling ở đây chính là cảm xúc các bạn nha thì chữ này là danh từ chữ danh từ thì chúng ta sẽ kiếm một cái danh từ chúng ta bỏ xuống và nó thuộc cái nhóm này các bạn nha thì xin chúc mừng bạn nào chọn thay cái từ belief nè đó ở đây chính là ở cái cách suy nghĩ hoặc là cái niềm tin các bạn nha rồi hoặc là cái niềm niềm tin à Thảo Nhi mở quyển sách Close-up B1, cộng cho thầy trang số 8, số 9 nha bạn, Thảo Nhi nha. Đó, trang số 8, à, số 9 nha em nha. Ở lúc đầu video này thầy đã có hướng dẫn rồi đó. Thầy chúc mừng Thảo Nhi và rất nhiều bạn nha. Bạn Hân Thịnh nè, và rất nhiều bạn luôn. Đó, à, rất là xuất sắc. Rồi, à, chúng ta đã xong cái phần này các bạn nha. Đây chính là cái cách suy nghĩ của chúng ta, hoặc là cái niềm tin các bạn nha. Chọn thầy chữ believe, uh, chọn xong bạn gạch cho thầy một phát nè. Rồi, uh, bây giờ uh, các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Đó, các bạn sẽ qua câu tiếp theo nè, là câu số 5. Thì ở trong câu số 5 này các bạn, uh, các bạn có kỹ năng, uh, các bạn có tài năng. Thì hai cái này là danh từ. Thì kiếm cái danh từ bỏ xuống các bạn. Đây, danh từ nào trên đây các bạn? Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy là một cái khả năng tự nhiên các bạn nha. Một cái khả năng tự nhiên. Một cái khả năng bẩm sinh. Thì chỗ này bạn chọn thầy cái từ gift các bạn nè Đó chính là khả năng tự nhiên, khả năng bẩm sinh. Ờ, sau này nếu bạn học trường chuyên các bạn, thì bạn sẽ là gifted student các bạn nha. Có nghĩa rằng bạn là những sinh viên mà có cái khả năng uh, bẩm sinh tốt hơn một số bạn khác ví dụ như vậy các bạn nha. Chọn thầy chữ gift ở chỗ này các bạn nha. Ở chúng ta sẽ qua câu số 6 các bạn nè. Thì chỗ này bạn sẽ chọn chữ gì đây các bạn? Rồi, bạn sẽ chọn chữ gì đây? Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn một cái tính từ mà nghĩa à nó tương tự các bạn là chữ calm nè. Đó, chữ calm các bạn là bình tĩnh các bạn nha. Rồi, bình tĩnh. Còn cái từ stable nè là cũng điềm tĩnh các bạn nha. À, chữ này là bình tĩnh, chữ này là điềm tĩnh nè, hoặc là sự ổn định các bạn nha. Ở à, đây là thuộc nhóm từ là cái à, cái khả năng các bạn nha. Rồi cái năng lực, cái khả năng à, đặc biệt của con người đó. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn. À, chỉ tính cách của con người, nhóm tính cách của con người. Thì ở trong câu số 6 các bạn, à, các bạn đoán được chúng ta cần một cái tính từ các bạn nha. và bạn sẽ chọn tính từ nào đây ở căn cứ vào nghĩa hai chữ này nè bình tĩnh điềm tĩnh thì chỗ này các bạn chọn cho thầy là chữ này các bạn nha đây chữ peaceful các bạn nè đó ở có nghĩa rằng rất là thanh bình các bạn nha rồi rất là thanh bình hòa bình nè đó rất là thoải mái luôn nha rồi chọn thầy chữ peaceful nè À, chúng ta sẽ qua câu số 7 các bạn nha. Rồi, câu số 7 nè. Ở đây bạn có cái từ fit à các bạn nha. Là à, khỏe mạnh hoặc là săn chắc nè. Đó, còn cái từ healthy nè. Đó là cũng là khỏe mạnh luôn các bạn. Rồi, hai chữ này nó khác nhau một chút xíu thôi nha. À, fit and healthy nè. Thì chỗ này các bạn, ở đây thì bạn sẽ chọn chữ nào? Đây, chữ nào đây thì bạn đoán được rằng à, chúng ta có chữ fit và chữ healthy là tính từ thì một số bạn sẽ chọn cái tính từ bỏ xuống các bạn nha. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy ở uh, cái chữ cũng mang ý nghĩa là uh, khỏe mạnh nè, uh, lực lượng nè, đó cơ bắp cuồn cuộn ví dụ như vậy bạn nha. Rồi, uh, xin chúc mừng bạn nào chọn chữ này nha. Đây. Rồi. Cơ bắp, lực lượng cuồn cuộn uh, nó cũng mang ý nghĩa là khỏe mạnh trong đây nha. Thầy chúc mừng Hân, thịnh bạn Thảo Nhi nha và vân vân nha. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Thầy sẽ qua câu tiếp theo. Thì chỗ này các bạn. Ở đây chính là cái nhóm từ uh, miêu tả uh, sức khỏe con người mang tính cách là tích cực các bạn nha. Là positive. Còn ở trong câu số 8 các bạn. Ở trong câu số 8 nè Thì ở trong câu số 8 này. Uh, bạn có chữ uh, plump và cái từ thin các bạn nha. Thì chữ này các bạn. Uh, nó mang ý nghĩa là uh, khẳng khiu. Có nghĩa rằng khẳng khiu. Ờ... Uh, đó, uh, chữ thin là hơi ốm nè. Rồi, bạn bỏ cái chữ gì à, uh, vô đây nha. Rồi, bạn bỏ chữ dưới đây. Thầy xin chúc mừng bạn nào bỏ uh, cái chữ cuối cùng các bạn nha. Đây, các bạn bỏ thầy cái từ skinny nè. Đó, cái chữ này ý nói rằng uh, cái người nào đó mà toàn là da không à. Là gầy các bạn. Là người rất là gầy. Là người mà thuộc dạng là ở uh, da bọc xương các bạn nha. Đó. Thì ba chữ này các bạn người ta xếp vào nhóm chính là body shape các bạn nha có nghĩa rằng cái hình dáng bề ngoài uh, của một ai đó các bạn nha rồi chúc mừng rất nhiều bạn đã uh, xuất sắc làm cái phần từ vựng này ở uh, các bạn nha đó rồi đây uh, bây giờ các bạn bây giờ các bạn chúng ta đã xong cái phần này rồi các bạn nè đã xong cái phần này rồi nè thì bây giờ uh, chúng ta sẽ xem ở uh, cái bức tranh này các bạn nè chỗ này nha người ta nói về cái gì các bạn nè thì chỗ này người ta nói rằng à, những cặp mắt nè của một cái con nhện jumping, là cái con nhện thầy tạm dịch là nhện nhảy đi các bạn nhảy nha à, của cái khu vực biển địa trung hải đó mắt của nó nè đó, đầy màu sắc các bạn nha đó, đầy màu sắc rất đẹp luôn thì bây giờ các bạn thầy và các bạn sẽ qua cái phần tiếp theo nhá ở chúng ta sẽ qua cái phần learning focus đó world groups, đó ở cái phần này nó rất là quan trọng các bạn nha ở đây chính là cái chỗ mà người ta sẽ chỉ chúng ta à, những cái bí kíp và người ta tóm gọn cho chúng ta những cái lý thuyết các bạn nha. Nên à, chúng ta sẽ xem cái phần này một chút xíu và chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo là phần này các bạn nha. Rồi, ở đây chính là Learning Focus. Thì ở trong cái phần Learning Focus này các bạn nha. Rồi, ở trong cái phần Learning Focus này, người ta muốn nói ở cái gì đây các bạn? Rồi, người ta muốn nói gì đây? Thì ở trong cái phần này, Người ta muốn nói các bạn rằng Học những cái từ trong nhóm Giống như cái nhóm vừa rồi mình học đó các bạn Hoặc là trong những cái danh mục Rồi có nghĩa rằng Mình xếp nó vào những cái từ loại ở Chỉ về cảm xúc, chỉ về ngoại hình ở Chỉ về hành vi Thì có thể giúp bạn nhớ từ vựng tốt hơn Tiếp các bạn nè Nó là một ý tưởng rất là hay Để mà bạn giữ cái danh sách từ vựng Và bạn nhóm những cái từ Vào cái category các bạn nha là những cái danh mục các bạn nha đó ở à, tuyệt vời và bạn hãy viết ở uh, cái phần của speech các bạn nè đó bạn hãy viết cái phần của ở uh, cái phiên âm của nó ở vân vân cũng như là những cái collocation quan trọng các bạn thì ý cái phần này muốn nói rằng các bạn ở uh, bạn viết phiên âm của từ ra và bạn hãy viết cho thầy những cái cái sự kết hợp từ quan trọng nha đây, ở uh, collocation chính là cái sự kết hợp từ trong tiếng Anh các bạn nha. Uh, không phải chữ nào nó cũng đi đôi với nhau được các bạn nha. Nó có một cái sự kết hợp và chúng ta nói rằng cái việc sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và các bạn sẽ không phải sử dụng tiếng bồi các bạn nha. Đó, collocation. Uh, từ từ các bạn, chúng ta sẽ học cái collocation ở cái phần tiếp theo, cứ từ từ bình tĩnh các bạn nha. Thì chỗ này người ta ví dụ cho các bạn nè, eg nè, ở đây chính là example các bạn nha. Ta ví dụ cho các bạn là Mô tả người á thì các bạn sẽ sử dụng những tính từ dưới đây nè, à, hấp dẫn nè, đẹp trai nè, ốm nè, xinh uh, nè, gầy nè, ở uh, vân vân nè. Và để chỉ về cái cảm xúc các bạn nè thì bạn nhóm những cái từ như thế này để bạn dễ học nè, uh, sự giận dữ, sự đau buồn, sự chán nản và vân vân các bạn nha. Đó, rồi. Thầy và các bạn đã ngâm cứu xong cái language focus này, ý người ta muốn nói rằng bạn hãy nhóm từ thành những cái uh, cái groups để bạn có thể nhớ một cách tốt hơn các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần B này. Ờ, uh, các bạn nha, chúng ta sẽ làm ở cái phần B này nè. Đây, phần B này các bạn nha. Rồi, thầy và các bạn sẽ qua cái phần B này. Rồi, phần B này các bạn. Đây, phần B này. Thì ở trong cái phần B này các bạn nè. Ở trong cái phần B này. Đó, thì người ta... Uh, yêu cầu các bạn á là đây phần B này người ta yêu cầu các bạn cái gì đây thì hãy hoàn thành những cái câu ở uh, với những cái từ dưới đây rồi có nghĩa rằng bạn sẽ bỏ những cái từ ở trên đây xuống những cái câu dưới đây đây chính là bài tập thuộc dạng ở uh, từ vựng các bạn nha uh, thuộc dạng từ vựng uh, bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn nha bây giờ chúng ta sẽ làm À, chúng ta sẽ làm các bạn Thì câu số 1 nè à, Các bạn sẽ chọn chữ gì đây các bạn nha Thì chọn cái chữ gì Nó sẽ phụ thuộc vào ý nghĩa của à, Cái câu này Các bạn nha Và à, cái từ loại mà các bạn cần điền ở trong đây các bạn nha Thì câu số 1 các bạn nè Cái gì đó của tôi Và tôi đã sống cùng với nhau sáu tháng các bạn và chúng tôi get along really well. đây đây là một cái collocation đó các bạn là get along well nè. thì cái collocation này các bạn nó mang ý nghĩa là uh, chúng tôi rất là hòa hợp với nhau các bạn. ở uh, chúng tôi có một cái mối quan hệ tốt các bạn nha. đó get along well. Đó. thì ở trong câu số 1 nè cái gì đó của tôi và tôi có nghĩa rằng ở trên đây bạn chọn cho thầy một cái danh từ chỉ người các bạn nha và các bạn quan sát ở trên đây nè thì danh từ chỉ người khá nhiều các bạn đầu tiên classmate bạn cùng lớp à, đồng nghiệp nè à, bạn cùng phòng à, người xa lạ à, peers có nghĩa rằng những cái người mà cùng trang lứa người nước ngoài trời quá trời đúng các bạn idol là à, thần tượng thì chỗ này các bạn Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy một cái danh từ chỉ người mà phù hợp nghĩa nhất các bạn nha. Thì bạn chọn hai chữ này nè. À, chính là cái bạn cùng phòng các bạn nha. Đó. À, nó sẽ hợp nghĩa nhất vào trong câu này. Đó. Một số bạn cảm thấy rằng các bạn làm câu số 1 à, rất là khó, chưa làm được. À, các bạn cứ làm trước cho thầy những câu tiếp theo nè. Những câu nào dễ. À, sau đó thì bạn quay trở lại à, câu số 1 các bạn nha. Rồi các bạn quay trở lại câu số 1 nè. Thì ở đây các bạn, ở đây cái từ a uh, flatmate các bạn đã dùng rồi nha. Rồi, bỏ thầy một phát. Đó, bỏ cho thầy một phát ở đây. Chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn nha. Câu số 2, uh, chọn chữ gì đây các bạn? Thì ở trong câu số 2 không may mắn ở uh, các bạn tuổi teen thường thường gì các bạn? Uh, give in nè. Đó, chữ give in Uh, pressure này. Thầy chữ give in pressure từ cái gì đó của chúng nè. Thì hồi nãy thầy có nhắc các bạn á, các bạn sẽ có một cái ở uh, đây, bạn sẽ có một cái từ vựng các bạn nha. Danh sách từ vựng của cái unit 1 này. Ờ uh, học xong rồi thầy sẽ tổng hợp lại cho các bạn nha. Thì bạn quan sát ở dưới đây nè, cái từ give in nè, bạn tìm với thầy cái từ give in nha ở trong đây các bạn người ta ghi cho các bạn cái từ ở uh, give in ở trong đây nè chờ này xíu nha đó cái từ give in đây bạn thấy nè đây từ vựng nè bạn thấy không uh, give in nè người ta định nghĩa tiếng việt cho các bạn nè đó 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 đó, đó. đây nè đó chỗ này nha đó, đó, đó nhưng ở trong đây thầy sẽ chỉ cho các bạn luôn uh, give in ở đây có nghĩa rằng bạn dễ dàng từ bỏ và bạn dễ dàng uh, làm theo cái mà người ta mong muốn các bạn thì không may mắn thay các bạn tuổi tin thông thường ở gip im là đầu hàng hoặc là chấp nhận thất bại với những cái áp lực từ cái gì đó của chúng thì ở trong câu này ở uh, một cái dân từ nào mang ý nghĩa phù hợp các bạn rồi xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy chữ này nha đó chính là những bạn cùng trang lứa các bạn nha ở uh, thông thường uh, các bạn đi học thỉnh thoảng các bạn bị bắt nạt hoặc là các bạn có những cái áp lực mà bạn bè à, có đồ chơi A, đồ chơi B mà mình lại không có. Đó cũng được xếp rằng cái pressure các bạn nha. Rồi, đó. các bạn chấp nhận những cái áp lực rồi từ những người bạn trang lứa của bạn. Chọn này, chữ này. À, xong rồi thì các bạn gạch cho thầy phát cái từ này nha. Có cái chữ này. À, chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn nè. Hãy chúc mừng bạn Thương, bạn Thảo Nhi, bạn Hân Thịnh nha. Rồi, rất nhiều bạn luôn. Câu số 3. Thì một cái gì đó các bạn nha ở trong văn phòng có thể thỉnh thoảng là một cái người bạn tốt các bạn nha. Rồi, thì một số bạn quan sát cái câu này, thấy rằng ở chỗ này mình có cái từ là in the office, là trong văn phòng các bạn, là trong văn phòng. Ý nói rằng là trong công ty á, ở cái gì đó trong công ty, ở có thể là một cái người bạn rất là tốt. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái từ vựng này nha. À, nó mang ý nghĩa là đồng nghiệp các bạn. Đó, à, chính là chữ này nè. À, các bạn có chữ Collie nha. À, chính là đồng nghiệp. Thầy thấy rằng nhiều bạn sẽ hay nhầm cái chữ này nè. À, College. Đó, nhiều bạn hay nhầm cái từ Collie với cái từ College lắm các bạn nha. À, College là trường cao đẳng hoặc là trường đại học. Còn chữ này là một đồng nghiệp trong công ty các bạn nha. Rồi sau này các bạn đi làm á, là cái chữ này nè. Đó. Chọn thầy một cái đồng nghiệp trong văn phòng. Thỉnh thoảng là cái người bạn tốt các bạn nha. Ở à, câu số 4 các bạn nha. Thì tôi rất là ghét nó khi mà một cái gì đó nè. À, cư xử xấu trong lớp các bạn. ở à, các bạn có từ misbehaves là cư xử xấu trong lớp. Tôi ở đây để học. Rồi, câu số 4. Thì ở trong câu số 4 này, một số bạn quan sát các bạn. Trong cái câu này á, ý nói rằng là ở trong lớp Ở các bạn nha, ở trong lớp, cái người nào ở trong lớp các bạn. Ờ, chúng ta gọi họ là classmate, có nghĩa rằng bạn bè lớp. À, tôi ghét cái chuyện này khi mà một cái người bạn cùng lớp các bạn thiếu suy nghĩ ở chữ này là thiếu suy nghĩ nè hoặc ở rất là vô tâm các bạn khi mà cư xử không đúng trong lớp học tôi ở đây để học đó tới đây để học tôi muốn là tập trung để học và bạn làm ảnh hưởng tới tôi rồi ở câu số 5 các bạn nhé câu số 5 thì tren các bạn ở không thích bạn sau khi bạn đã nói dối cô ấy Tôi nghĩ rằng cô ấy à, trở nên cái gì đó tệ nhất của bạn Thì ở trong câu số 5 Một số bạn thắc mắc tại sao chỗ này người ta dùng thì hiện tại đơn Thì tại sao chỗ này người ta dùng thì quá khứ đơn Rồi lý do các bạn à, Hiện tại Trang không thích bạn Sau khi mà ở trong quá khứ là bạn đã nói dối cô ấy Và tôi nghĩ rằng thì cái chữ phải S này các bạn nha Ờ, cái chữ phải S này chính là viết tắt của chữ has chứ không phải là chữ to be các bạn nha. Ở đây không phải là she is mà là she has become. Ý nói rằng uh, cô ấy đã và đang và sẽ trở thành cái gì đó của bạn nè. Thầy dịch đã, đang, sẽ bởi vì thì hiện tại hoàn thành diễn tả một cái hành động ở trong quá khứ kéo dài tới hiện tại và thậm chí đến là tương lai luôn có nghĩa rằng ở trong quá khứ từ khi bạn nói dối tới thời điểm hiện tại và thậm chí đến tương lai mình sẽ là à, kẻ thù của bạn nha rồi bạn chọn thành cái từ là enemy nha Đó, chữ này rồi à, chúng ta đã xong ở à, câu số 5 các bạn nhé là kẻ thù rồi, thầy chúc mừng rất nhiều bạn đã đúng câu số 5 này nha. Rồi, đã đúng câu số 5. À, chúng ta sẽ qua câu số 6 các bạn nha. Rồi, câu số 6. Thì ở trong câu số 6 này, bạn quan sát nè. Bạn quan sát cho thầy là cái gì đó của tôi các bạn. Là cái người chơi guitar. Rồi, tên là cái người này các bạn. Rồi, anh ấy là một cái người cực kỳ có tài. Và một cái người rất là lạnh lùng. Đó, rất là tuyệt các bạn, rồi một cái người cực kỳ tài năng và một cái người rất là tuyệt tuyệt vời. thì những cái chữ trên đây các bạn, rồi chữ nào các bạn sử dụng rồi các bạn gạch cho thầy cái đi nè, để các bạn dễ hình dung các bạn nha. đó, gạch rồi gạch rồi nè. À, các bạn còn ba chữ một là foreigner nè, idol, stranger nè. thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ idol nha, bởi vì nó hợp nghĩa các bạn là cái thần tượng của tôi. Thầy chúc mừng rất rất nhiều bạn nha Đã chọn cái chữ Idol nè Thần tượng của tôi các bạn là cái người chơi guitar à, Chúng ta sẽ qua câu số tiếp theo các bạn nha Đây câu số 7 các bạn Thì chúng tôi không thể mời Cái người đàn ông đó tới buổi tiệc Chúng tôi không thể mời người đàn ông đó tới buổi tiệc Ông ấy là một cái gì đó hoàn toàn các bạn Thì ở trong câu số 7 các bạn Các bạn cần cho thầy Một cái từ chỉ người hợp nghĩa và nó đi với cái từ complete này nè đó người ta hay dùng cái danh từ này các bạn nó đi với chữ complete này các bạn nha thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái chữ này nha anh ấy là một cái người hoàn toàn xa lạ các bạn nha ở đây chỉ là complete a stranger ở các bạn nè đó chọn thầy câu stranger à, chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn đây câu số 8 ông này là một cái gì đó ở cái người mà sống trong đất nước của chúng tôi nhiều năm. Ông này là một cái gì đó đã sống trong đất nước của tôi nhiều năm. Thì bạn thấy nè, chỗ này các bạn, người ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha. Ý nói uh, đã đang sẽ tiếp tục sống trong đất nước của chúng tôi, đã đang và sẽ tiếp tục các bạn. Bởi vì thì hiện tại hoàn thành ở uh, diễn tả một cái hành động từ trong quá khứ kéo dài tới hiện tại thậm chí tới tương lai thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ là foreigner nha rồi foreigner nè đó à, foreigner các bạn rồi à, chúc mừng rất nhiều bạn nha bạn hân thịnh bạn thanh thảo và bạn khánh linh và rất nhiều bạn luôn thì thầy vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái này nha đây xong phần b nè đó đây chính là cái bài từ vựng về con người các bạn nha về của người nè. Thì bây giờ ở chúng ta sẽ qua cái phần C này các bạn nha. Rồi, phần C này. Đó. Ở đây chính là phần trắc nghiệm nè. Rồi, thầy và các bạn sẽ qua cái phần C ở trong sách của chúng ta ở trang số 8 các bạn nha. Đây, phần trắc nghiệm nè, là cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần đó các bạn nha. Đấy, chính là cái phần trắc nghiệm này các bạn nha. Rồi, chính là cái phần trắc nghiệm này. Rồi các bạn, chính là cái phần trắc nghiệm này. Rồi, thì câu số 1 bạn sẽ chọn chữ gì đây? Thầy sẽ dịch sang tiếng Việt các bạn. Bất kể khi nào tôi cảm thấy buồn thì những người bạn của tôi luôn luôn cái gì đó tôi rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Rồi. Bất kể khi nào tôi cảm thấy buồn, những người bạn của tôi ở luôn luôn cái gì đó tôi rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Thì ở trong câu này các bạn đây chính là nhắc nhở các bạn nha. Rồi, nhắc nhở nè. Còn câu B các bạn, ở à, chữ này là gợi nhớ. Còn câu C là nhớ. À, nhắc nhở, gợi nhớ, nhớ thì bạn chọn thầy câu A nha. Rồi, nhắc nhở các bạn. ở à, khi bất kể khi nào tôi buồn, những người bạn của tôi luôn luôn nhắc nhở tôi rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Đó, chọn thầy câu A. Đó, câu A các bạn thầy sẽ qua câu số 2 ở cái gì đó thì tuyệt các bạn nhưng mà tiền sẽ không mua được hạnh phúc không mua được sức khỏe và hạnh phúc các bạn rồi ở trong câu số 2 các bạn trong câu này các bạn có ba cái danh từ luôn nha danh từ đầu tiên là sự may mắn ở danh từ tiếp theo các bạn là sự ổn định nè và sự bền vững còn câu C các bạn là sự giàu có thì câu này À, các bạn căn cứ vào ý nghĩa thầy nha ý nghĩa nè bạn thấy nhưng tiền bất money nhưng tiền ở à, ba chữ này nó liên quan chữ nào liên quan đến chữ tiền các bạn thì chỗ này bạn chọn thầy là cuộc C các bạn nè đó chọn này cuộc sơ chữ này là à, sự giàu có thì noise tuyệt nhưng tiền sẽ không mua được à, sức khỏe và hạnh phúc nha. À, chúc mừng rất nhiều bạn luôn thầy sẽ qua câu số 3 các bạn nhé câu số 3 các bạn thì ở trong câu này các bạn ở đây chính là cái cái diễn viên hài thì cái gì đó các bạn và go right red right, có nghĩa rằng đi ở khá đỏ à, khi mà không có ai cười ở cái màn trình diễn đùa của anh ấy rồi tóm lại là ở cái màn trình diễn hài á của anh ấy nha rồi khi mà không có ai cười ở cái màn diễn hài của anh ấy thì chỗ này chúng ta đoán được là go right red right các bạn có nghĩa rằng khuôn mặt á trở nên à hơi đỏ đỏ ví dụ như vậy là đỏ mặt thì ở trong câu này bạn có ba chữ các bạn nha rồi bạn có ba chữ chữ đầu tiên bác là bối rối nè còn cái chữ này các bạn là À, được chiêu đãi nè được tiếp đón nè còn ở câu c các bạn là buồn cười thì căn cứ vào nghĩa ba chữ này ở à, các bạn chọn thầy câu a à, ở cái diễn viên hài này thì bối rối và khuôn mặt trở nên đỏ ở khi mà không có ai cười ở cái lời nói chót của anh ấy rồi ở cái cái việc diễn hài của anh ta các bạn nhé Ở à, chúng ta sẽ qua câu số 4 các bạn rồi chúng ta sẽ qua câu số 4 nè thì ở trong câu số 4 này, các bạn sẽ chọn chữ gì đây nha. Rồi, chữ gì các bạn? Tôi thường yêu cầu xin ba mẹ của tôi để gì đó các bạn. Tôi cái cách để làm mọi thứ thì họ có rất nhiều thứ để mà dạy cho tôi các bạn. Rồi, họ có rất nhiều điều để mà dạy cho tôi. Thầy dịch lại câu số 4 các bạn nha. tôi thường yêu cầu À, ba mẹ của tôi để tôi cái cách để làm uh, việc làm nhiều thứ họ có rất nhiều điều để dạy cho tôi thì chỗ này bạn có chữ signal các bạn là ra tín hiệu ở à, không đúng các bạn nha ra tín hiệu ở à, chữ này chúng ta đã học ở buổi đầu tiên các bạn nè và bạn có chữ show là chỉ cho còn bạn có chữ highlight là làm nổi bật thì trong câu này bạn chọn thầy câu b nha. đó chọn thầy câu b ở đây chính là chỉ cho tôi cách để mà làm chuyện này, chuyện nọ các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 5 các bạn. Thì đối với tôi, ở cái việc mà học cái gì đó mới là một cái gì đó trong chính nó. Ở trong câu số 5 các bạn. Ở các bạn có câu A là sự trừng phạt. Các bạn nha. Còn câu B là phần thưởng các bạn. Là giải thưởng là phần thưởng. Còn bạn có câu C nè. Ở đây chính là sự hung hăng thì ở trong câu số 5 này, chữ nào hợp nghĩa đối với tôi ở cái việc học những điều gì đó mới là một bản chất nó là một cái phần thưởng ở cái giải thưởng đó cái điều mà là động lực cho tôi các bạn nha rồi chọn thì còn b à, nó mới hợp nghĩa ở à, các bạn nha còn những chữ kia là sự hừng trừng phạt à, sự giận dữ rồi không đúng các bạn nha rồi sự giận dữ, sự hung hăng, hỏng đúng. À, chúng ta sẽ qua câu số 6 nha. cái gì đó các bạn, cái mà tôi mặc nói rất nhiều thứ về cái tính cách của tôi. thì chỗ này á, một số bạn thấy cái câu này tại sao mà chỗ này hai động từ đứng cạnh nhau nó kỳ thế? thì câu này các bạn, bản chất của nó là như thế này nè. ở cái cái gì đó, cái mà hoặc là chữ đát nè, đó tôi mặc á thì ở đây chính là câu mệnh đề quan hệ các bạn nhé. Đây chỉ là câu mệnh đề quan hệ. ở hai chữ này người ta không bỏ vào các bạn nhé. ở các bạn hiểu câu này nó sẽ là như thế này. cái gì đó mà tôi mặc nói rất nhiều điều về cái tính cách của tôi. câu a trang phục, câu b là objects, là vật thể nè. rồi object là vật thể các bạn. Ở còn câu c là quần áo. thì ở trong câu này bạn chọn chữ quần áo các bạn nha quần áo là phù hợp nhất trong câu này quần áo cái mà bạn mặc nói rất nhiều điều à, cái mà tôi mặc nói rất nhiều điều về tính cách của tôi chọn thầy chữ close các bạn nha thầy sẽ qua câu số 7 các bạn nha thầy sẽ qua câu số 7 nè thì cái việc mà chơi baseball các bạn, chơi uh, baseball là bóng chày uh, cái gì đó nè đã dạy tôi cái cách mà làm việc với những người khác để mà đạt tới mục tiêu. Cái việc mà chơi cái gì đó nè bóng chày đã dạy tôi rất là nhiều. À, cái cách để làm việc với những người khác để đạt cùng đạt mục tiêu thì ở trong câu số 7, bạn có cái chữ này các bác là group là nhóm, câu b là team là đội, còn câu c là lớp thì chỗ này bạn có chữ baseball các bạn nè. Rồi, à, chữ này sẽ đi với cái chữ nào trong đây mà nó hợp nghĩa các bạn nha. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu B nè. Đó, chơi trong cái đội bóng chày các bạn. Rồi, chúng ta có ở baseball team các bạn nha. Là đội bóng chày. À, đã dạy tôi rất là nhiều thứ làm việc với những người khác để cùng đạt được mục tiêu các bạn nha. Là câu B. Thầy sẽ qua câu số 8 các bạn nha. Cà phê là cái gì đó phổ biến nhất cho người ta cái người mà chỗ này đó các bạn đây chính là mệnh đề quan hệ rút gọn đó các bạn bản chất của câu chúng ta là như thế này nè à, uh, who nè à, uh, works nè đó nhưng mà người ta bỏ cái chữ who này đi nè người ta có chữ working or studying cho các bạn nè ở đây chính là rút gọn mệnh đề quan hệ các bạn nha cà phê là một cái gì đó phổ biến cho hầu hết mọi người ở cái người mà gì đó các bạn nè làm việc hoặc học tập à, nó giúp đỡ người ta stay awake có nghĩa rằng tỉnh táo đó tỉnh táo các bạn rồi thì ở trong câu số 8 à, chúng ta đang học về cái phần từ vựng nên người ta đang kiểm tra các bạn về từ vựng các bạn nha thì ở câu a các bạn đây chính là sự ngự trị sự thống trị các bạn nha còn ở câu b nè thầy có chỉ các bạn ở cái bài đầu tiên á chúng ta đã học về cái bài đọc hiểu á và ở trong cái cái từ vựng này nè nó cũng có luôn từ từ thầy sẽ tổng hợp lại cho các bạn nè đây chính là stimulant à, stimulant à, các bạn nha đó stimulant đó đây chính là chất kích thích nè ta ví dụ các bạn nè y chang nè coffee là một chất kích thích và sẽ giúp bạn stay awake đó à, stimulate là động từ stimulation là danh từ đó thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu b nha từ vựng thầy sẽ từ từ tổng hợp cho các bạn à, khi mà chúng ta xong cái unit một này à, các bạn nha đây, trở lại quyển sách Student Book này. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn cái phần C này rồi các bạn nha. Đó, phần C này. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần Ideas Focus à, để xem rằng Ideas Focus này người ta nói cái gì các bạn nha. À, có nghĩa rằng người ta muốn các bạn trả lời những câu hỏi này để các bạn hiểu hơn về cái bài học của chúng ta. Là những cái người hấp dẫn có thật sự vui hơn, có thật sự giàu hơn và khỏe mạnh hơn không? tại sao tại sao không ở tiếng các bạn nè thì trang phục có che giấu được những cái tính cách của con người không thì đây là một cái điều tốt hay là một điều xấu tại sao đó có những câu hỏi rất là hay và bạn cố gắng trả lời à, một mình các bạn đứng trước tấm gương trả lời một mình cho thầy để mà nâng cao về kỹ năng nói các bạn nha nếu như bạn không có ai nói cùng thì cứ trả lời với thầy các bạn À, đứng trước gương mà nói thầy biết nhiều bạn uh, làm như vậy thì người ta nói mình khùng nhưng chả vấn đề gì hết các bạn chúng ta có thể luyện tập nói một mình các bạn nha nếu chúng ta không có ai để nói chuyện cùng với nhau cứ tự trả lời cho thầy đó rồi uh, thầy và các bạn đã xong cái trang số 8 của cái quyển student book này các bạn nha chúng ta đã xong nè rồi chúng ta đã xong phần này thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, video của thầy rất là nhiều nha thầy cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. rồi thầy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nè và thầy sẽ hẹn gặp các bạn vào cái trang ở uh, tiếp theo này các bạn nha. À, khoảng chừng 15 phút nữa thầy sẽ đi nạp năng lượng và thầy sẽ quay lại thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái trang tiếp theo này các bạn. đó thầy sẽ nghỉ ngơi một chút xíu thầy đi nạp năng lượng chút xíu thầy sẽ quay lại uh, thầy sẽ hướng dẫn cái này. Đó. cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.